Em xin kính chào các bác. Hôm nay giới thiệu đến các bác hai mẫu nồi cơm VIP, gọi là VIP nhất của hãng là Yaroshi, là nồi con voi. Mẫu này gọi là nồi voi khủng long, nồi 1 lít nha các bác, 2019 2017 thì thuộc phân khúc là cao cấp, thì cao cấp nhất của hãng như em nói đó. Nồi này là cái nặng là 11 kg mỗi nồi. Đầu với em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Mình xem với em đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em. Mua hàng liên hệ với em là 0919 407 501. Đây cái mẫu này là 2019 nè, nồi 1 lít cao tầng áp suất có tách đường, màn hình LED luôn. Đó, rất là ok. Thì bên đây là cũng vậy thôi. Bên đây thì nó sẽ 2017 nhưng mà cái này nó cao cấp hơn xíu. Thì nó cao cấp hơn thế nào thì em sẽ review báo giá cho các bác coi. Đó, hình thức của em là đã test ok, kín hơi, cơm ngon nha. Bảo hành cho các bác những cái nồi cao cấp này là 1 năm. Em bảo hành đúng 1 năm nha. Nhưng phải yêu cầu của em là phải xài đúng điện 100/110, không xài được điện 120 và 220. Đó, thì sẽ review báo giá đây. Giá thì bao ổn áp, bao tốt nhất. Rồi các bác ơi, thì đây là một cái mẫu mà gọi là quá đỉnh luôn, ít có lên video của em lắm. Thì kiểu như là em mua được kiểu như là hàng tốt, hàng zin thì mới bán thôi. Mà hai nồi này em bán con giá cũng tốt, các bác vào ngoại thất các bác xem nha. Ngoại thất thì đẹp keng sa beng luôn các bác, đẹp keng sa beng luôn. Mấy hàng đấu giá của em mà không đẹp thì em cũng đâu có mua đâu. Nói chung là hàng mắc tiền cao cấp mà đi mua hàng không đẹp thì thôi rồi. Nặng là nặng 11 kg, sôi cháo gạo lứt, cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai, tách đường, giảm đường tinh bột. Năm sản xuất là 2019, nó nằm dưới đích đấy các bác. Còn này là cái thông số, là cái điện áp thì cái công suất 1450W. Cái nồi này là made in Japan, là sản xuất tại Nhật, sử dụng với thị trường Nhật luôn. Cái công suất áp suất nó là 49,4 kPa các bác, nó mạnh cực kỳ, cơm nó ngon, nó dai, nó ngọt. Nè 49,4 kPa nè, 49k chứ 4 gì 5 kg gì đó. Thì giờ nếu mà nói để nói nồi cơm nha, thì em xin chia sẻ luôn, các bác có thể là nồi Toshiba chuông là VIP nhất của Panasonic, của Toshiba. Còn nồi mà những ba cốc nước mà những full cảm ứng là cao cấp nhất của của Panasonic. Nhưng có người chơi các bác, có người chơi, có người khen nhưng cũng có người chơi. Nhưng riêng cái dòng nồi này không một người chơi, đánh giá của hãng trên hãng không có một cái đánh giá nào mà nên chơi hết, ai cũng khen hết. Mà những cái người thực tế trải nghiệm, người Việt Nam mình là người ta mua rồi cũng không có ai chơi. Dành cho cái lò là cái lời khen này nó quá là tuyệt vời nè. Nồi thì đẹp mức gượng các bác, ngoại thất là đẹp keng sa beng, sản xuất 2019, nồi cao tầng áp suất. Rồi bên trong cho em con đẹp thì cái tách đường các bác, nó có cái nắp chống trào, nó đánh bọt rồi nè. Đó nè, gòn cũng có mấy keng sa beng cho các bác coi bên trong nha. Đó mới tin keng các bác, thì chúng em test rồi nha, một lần nước sôi, một lần cơm rồi, các bác cứ yên tâm. Những cái mẫu này nó rất là hiếm, rất là ít, các bác thấy rồi, trên kênh em cũng đâu có đâu. Đó, lâu lâu mới mua được cái hàng tốt, ghiên rồi mới đưa lên cho cái tay các bác. Ngon nè, bên trong nè. Rồi lòng nồi đây các bác, lòng nồi cũng rất là đẹp nha, không bong chóc gì hết trơn nha các bác. Gọi là xước mui cơm, móng tay do gạo, xước lông mèo thì phải có, vì hàng người ta đã xài rồi. Mà đặc biệt những cái lòng ghiên như thế này mà nó còn đẹp như vậy thì nó rất là hiếm các bác. Đó, chứ thường mà nếu mà lòng ghiên thế này là không được đẹp vậy đâu. Đó, đây hai đáy này ra để bài luôn các bác, hai đáy luôn nè. Đó, các bác đang mua là hàng đã sẽ qua sử dụng nha các bác, hàng đã qua sử dụng. Đó, cái sâu này gì nó nặng chịch luôn, bởi vì là tổng thể cái nồi này là 11 kg là đúng rồi, quá trời nặng. Nhưng mà mua cái nồi này các bác ôm giùm em nha các bác, mà bê ôm đừng cứ xách xách cái quai. Em thấy cảm thấy cái quai nó yếu quá luôn á, em cũng không dám xách luôn, em chỉ ôm thôi các bác. Nè, lòng cho các bác coi lại nè, nó lòng này đẹp nè, không bong chóc. Đó, chày xước mui cơm thì vẫn có, em nói rất là rành mạch, rất là kỹ, không bao giờ nói lấp liếm. Nè, xước mui cơm, móng tay do gạo, gọi là xước lông mèo. Đó, cho bây giờ mà kiểu như là bác mua cái nồi cũ, bây giờ bỏ ra mấy triệu bạc để mua cái lòng nồi mới hay gì. Đó, cái lòng nồi mới này nè, của hãng người ta có bán luôn 4 triệu, 3 triệu mấy gì đó, nhưng mà tiền về Việt Nam mỗi ký 200 ngàn nữa. Đó, các bác thấy không, các bông hài xài hàng ghiên gì đi thì nó quá ok rồi, đâu có ảnh hưởng cái gì đâu nè. Nó chỉ là xước móng tay do gạo thôi. Đó, nói chung là dĩ nhiên rồi, mình đang mua hàng cũ mà. Thì bây giờ này mấy chị mua hàng có một số nha, nhưng mà em hay thấy mấy chị mua hàng chọn như thế này, mấy chị hỏi với em như vậy, rồi mấy anh mua, mấy bác mua này thì em sẽ chia sẻ luôn. Thì là khoái nhất là đẹp bên trong đó, khoái nhất là đẹp bên ngoài, cái ngoại thất này đẹp keng sa beng, như là khoái lắm, là mấy chị khoái lắm. Còn như là bên trong
nó có thể chảy xước là mấy chị cũng chấp nhận đó, mấy chị chấp nhận à, mấy chị chia sẻ là như này. Thí dụ bây giờ để cơm trong đây rồi cũng đâu có ai thấy, giờ nếu mà mua nó đẹp nó mướt gượt mịn màng thì xài thời gian thì nó cũng phải là xước mua cơm rồi đúng không? Đó là cũng như là mấy chị là người ta 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 thích cái đẹp bên ngoài, nhưng cũng còn mấy anh kiểu như mà mấy anh mấy chú mấy bác khó tính thì người ta thích là đẹp hết. Mà có những trường hợp như thế này là ở ngoài không quan trọng, quan trọng ở trong. Đúng, đúng là quan trọng ở trong, là ở trong nó không bong chóc, không lủng lỗ lộ hang, cái đó là chính xác. Chứ còn như mà như thế này thì các bác có thể là các bác đã quá là ok với một cái tình yêu mà cái giá tiền mà mua hàng cũ mà nó vậy thì nó quá trời chia sẻ luôn, quá trời thật chân thật. Các bác có thể thấy ba chớp mà nhá, nhưng lời em nói ra rất là thật. Rồi chụp hình gửi qua Zalo cho em nha, cắm điện vào báo giá hướng dẫn. Em cắm điện các bác em để sát điện thoại vào hướng dẫn các bác đó. Rồi bây giờ này đóng nấu cơm cho em nè, 65 phút đó, nó bắn bi nó khóa đó, tắt chế độ nấu sôi cháo gạo lứt cơm mềm cơm dẻo cơm dai thì mỗi cái thời gian nó sẽ khác nhau do mình chỉnh thôi đó. Em đẩy sát đi cho bác dễ nhìn thấy. Như bây giờ tắt, em sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết nha. Cho nó này mất thời gian, hâm ấm hâm nóng không hâm mình tắt, hẹn giờ sáng chiều chỉnh đúng khung giờ gia đình mình ăn cơm mình buông ra. Em đổi cái tay của em nó không có thuận, tay bên đây nó mới thuận bấm nè. Rồi đúng cái thời gian gia đình mình ăn cơm mà mình buông ra mình bấm nóng thì sẽ đúng vào cái thời gian này nè, gia đình mình ăn là gia đình mình có cơm ăn. Chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây chín nó về đây tắt cho em. Sau cháo gạo lứt cơm mềm cơm dẻo cơm dai thì bấm vào đây em bán, em sẽ dán tiếng Việt vào cho các bác 89 phút đó. Nồi của mình là 2019 nha, rất là đẹp mã của nó nè đó, 2019. Cái nồi có 1 lít thôi các bác, nhưng mà nó bự hơn những cái nồi lít 8 thông thường khác luôn, nó chỗ bố nặng 11 kg đó. Mà mua về thì hạn chế xách xách cái qua giùm em nha, mình bê bơm đi cho nó đảm bảo mười mấy ký lận đó. Thì hiện tại cái mẫu này em đang bán cho mình với giá bao nhiêu đây, thì hiện tại là cái giá yêu thương nha, em bán đúng một giá thôi, 5.200.000 đồng, bảo hành cho mình 1 năm được chưa. Mua hàng thì vui lòng cọc trước cho em 1.000.000 đồng, những cái mẫu cao cấp này em cọc 1.000.000 em mới đưa hơn nha. Thì tiền cọc cũng chưa vào tiền hàng đó các bác, để đảm bảo các bác là kiểu như là mua hàng nhận hàng suôn sẻ vui vẻ. Cái kiểu như là mua hàng mà kiểu như không có đồng ý cái quy định thì nó cũng không vui các bác. Thì giờ mình cảm thấy mình đặt được cái niềm tin, mình đặt được cái niềm tin để đặt cọc rồi mình mua. Còn nếu mình chưa cảm thấy được đặt niềm tin để mà mình mua thì mình có thể bỏ qua. Em bán 5.200.000 đồng, mua hàng cọc trước cho em 1.000.000, chuyển khoản đủ lên bao ship, cọc không bao ship. Đó, thì cái giá em đang chiết khấu đang là tốt nhất rồi, nên là không có thể tốt hơn nữa. Chụp hình gửi qua Zalo cho em, qua mẫu. Rồi tới cái mẫu này 2017, cao cấp hơn xíu, cao cấp hơn mẫu 2019 một xíu, mã của nó nè. Cái ngoại sắc này cũng đẹp keng sa beng không có gì để nói các bác nè. Bóng vàng luôn nè, đó. Đẹp keng sa beng nè, 2017 nha. Năm sản xuất 2017, điện áp 100, nồi 1 lít. Mình xài cho em 100 dành 110, không xài được 120 220. Có tách đường giảm đường dành cho người ăn kiêng, người có vấn đề về đường luôn. Em đảm bảo các bác mua xài là xứng đáng, bao cho các bác gọi là xịn sò đẳng cấp. Đấy, đẳng cấp của người chơi. Điện áp công suất Megan vậy thôi, mắt lên cho ba cũng Megan vậy thôi. Nào qua các cận cảnh hai cái nồi đều đẹp như nhau hết các bác, 27 29 gì đẹp gan nhau hết. Mà cái bên trong đó, các bác nó cũng xước giống nhau vậy đó. Tại vì đặc tính của cái lòng nồi của Yoroshi là nó như vậy. Nếu các bác đã xài hàng Yoroshi các bác biết nè, cái áp suất là 49 VK 49 KVA nè, rất là mạnh, cơm rất là ngon, gọi là rất là ngọt. Bây giờ mua cái lòng nồi mới cũng được nữa các bác. Mình nói chung là có nhiều cái mà để nấu lắm, mua hàng từ Nhật về cũng có, mua tại Việt Nam cũng có. Thì đôi khi những cái hàng về á, mà nó vận chuyển nó bể hỏng cái người ta dư cái lòng ra, người ta bán lại thì nó sẽ là giá nó sẽ rẻ hơn xíu. Thế nhưng mà nếu mà cái lòng nó không ghim thì các bác xài nó cũng không có là bền. Cái này là em chia sẻ thật lòng. Đây là những cái lòng ghim này cứ xài đi. Cái này cao cấp hơn một xíu, để tiêm nói sao nè, có cửa điện nè, tiêm cắm điện cho các bác coi. Hoặc là cửa điện nó cao cấp hơn xíu vậy đó các bác. Đó. Em luôn luôn là để cho các bác cái giá tốt, để cho các bác có thể là mua được nhanh gọn lẹ, em bán được nhiều hàng, em cho hàng nhanh. Cái kiểu như em cũng không có mà nói giấu nói giếm gì các bác đâu.
mua được thì cứ ủng hộ em, còn nếu mà không thì mình chờ đợi dịp khác hoặc cái phù hợp với mình hơn. Còn như người bán thì trăm người bán vạn người mua, nói chung là người ta hay gọi là như thế này, gọi là thế này nè đó, gọi là mua trâu giả bóng đó. Thì các bác đúng là mua trên đây là mua trâu giả bóng luôn, nhìn trên đây nè, ba chớp ba nhá, ba chớp ba nhá rồi có biết cái gì đâu. Nhưng cái người bán thì phải trung thực để nói các bác biết đó. Rồi bác, em có khách gọi, bây giờ trở lại cái lòng nồi nè, thì nó cũng xước mua móng tay do gạo các bác, xước mua cơm thì cái lòng này thì nó xước hơn cái lòng nồi mới nãy hơn một xíu đó, đó. Nhưng mà nó cũng không bong chóc gì hết nha các bác, thấy đó, nó xước nè, là như móng tay do gạo, gọi là xước mua cơm, xước lông mèo, em nói rất là gành mạnh, rất là kỹ rồi đó. Cho nên là mình cứ nghe những gì em nói là nó là chuẩn nhất. Chứ còn nhìn trên đây thì có thể là các bác không rõ, son cũng hai đáy cũng rất là đẹp luôn đó, có thấy không, em là người thật việc thật, em không có nói điêu, các bác không bong chóc gì nha. Chày xước mua cơm phải có đặc trưng của cái lòng nồi này, vậy bây giờ đi mua cái lòng nồi mới để xài thời gian thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ các bác rõ cơm vô rồi, như cái bà chị đó ở Long An ha, Long An hả, Long An bà chia sẻ với em thì bây giờ đỡ cơm ở đây rồi, còn thấy cái gì nữa mà cần cho nó đẹp mà xài thời gian thì nó cũng bị vậy rồi. Nói chung là mấy chị thì người ta hay thích thích cái đẹp, nhìn vô bắt mắt liền là mấy chị thích, là gọi là mấy chị là hay chọn là những như thế. Bây giờ em cắm điện vào nè, ai khoan bật lên cho em nha, đó cửa điện bấm xuống, cửa điện bấm lên, nó cao cấp hơn xíu vậy đó, cái mã này cao cấp hơn xíu, bấm rồi, cao cấp thì nó vậy đó. Chế độ nấu cho em 59 phút, tắt cho em, bấm tới đây cho em là hâm ấm, bấm đây hâm nóng. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết các bác, em nói đơn giản vậy để các bác biết là những nồi của mình nó có sẽ có hoạt động như thế, thì mỗi thời gian nó khác nhau rồi do mình chỉnh thôi, nhưng mà hoạt động ok hết rồi các bác, mình cứ yên tâm nha. Em là người thật việc thật, em nói sao là nó vậy, chứ còn không có khác đi cái lời nói của em được. Nấu thì mình chỉnh đúng thời gian như là mình ăn cơm là thời gian này, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây chín nó về đây, tắt cho em, sau trái câu lúc thì bấm tiếp ngón tay. Cái này nấu nhanh hay gì ta, nấu nhanh 21 phút, thường nó nấu một bát gạo thôi. Rồi tắt cho em đi, này hiện thị rất nhiều chức năng nấu nè, sau trái câu lúc, cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai đó, tách đường, giảm đường cho mình luôn. Thì em bán nồi này em sẽ có video hướng dẫn cho các bác gọi là chi tiết, tắt cho em. Rồi thì mẫu này nó cao cấp xịn sò hơn các bác, thì hiện tại mẫu này em đang bán cho các bác với giá là 5.500.000 đồng, bảo hành 1 năm, mua hàng thì cọc trước cho em 1.000.000 đồng, cọc em không bao ship, chuyện khoản đủ em bao ship, giá cuối cùng 5.500.000 đồng, chuyển khoản đủ em bao ship, bảo hành 6 em xin lỗi bảo hành 1 năm, chuyển khoản đủ em bao ship nha. Lưu ý giúp em, tại vì dung đôi khi em nói hơi nhanh các bác nghe không rõ, các bác bảo là chỉ cọc thôi là bao ship, không có, chuyển khoản đủ em mới bao ship. Và bảo hành cho mình những cái nồi cao cấp như thế này là 1 năm, mình cứ yên tâm sử dụng, em đảm bảo các bác hàng của em nó ghim từng con ốc, cho nên là không có hư hỏng mà hư giặt tào lao đâu, cho nên là niềm tin của các bác sẽ nhận lại được gọi là cái chất lượng. Rồi chụp hình gửi gửi qua Zalo cho em, khi các bác muốn mua cái nồi này liên hệ với em qua Zalo. Thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác, chân thành cảm ơn, chân thành cảm ơn.